Kính chào quý khán giả, kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi chương trình The Kim Nhung Show ngày hôm nay với một con người và sự kiện. Kính thưa quý vị, chúng ta đã qua một tháng vào tháng 7 đầy biến động với những sự kiện xảy ra suốt trong lịch sử quá khứ và ngày hôm nay. Và tuy nhiên, sự kiện dẫu lớn cho đến bao nhiêu cũng chỉ do những con người trong giới cầm quyền đã chủ động thực hiện và đám đông quần chúng thụ động chấp nhận. Thế nên buổi nói chuyện ngày hôm nay của Kim Nhung Show cùng với nhà văn Phan Nhật Nam, chúng tôi tìm hiểu về con người, về những người chủ thể ấy để hiểu rõ về sự tương quan thiết thân giữa con người cũng như là sự kiện đang tác động đến đời sống của chính mỗi chúng ta, chứ không ai khác. Kim Nhung kính mời quý vị cùng theo dõi. Kim Nhung xin trở lại. Kính chào nhà văn Phan Nhật Nam. Kính chào cô Kim Nhung, xin kính chào quý vị. Dạ vâng, thưa với nhà văn Phan Nhật Nam, trước tiên thì Kim Nhung cũng muốn hỏi ông qua cái sự kiện Bắc Kinh. Vừa qua thì đã hoàn toàn chủ động qua cái vụ việc giàn khoan 981. Họ đã chèn ép Hà Nội tối đa bằng tất cả những cái biện pháp ngoại giao, chính trị, kinh tế, cũng như là họ đã đánh cháo cái thế trận gọi là cáo buộc Việt Nam xâm phạm lãnh hải trước diễn đàn Liên Hợp Quốc. Và họ chỉ tạm lùi, có nghĩa là rút đi cái giàn khoan bởi cái nghị quyết 412 của Thượng viện Mỹ, cũng như là được cái cơn bão Ramazan đã cứu cho họ khỏi mất mặt. Thì bây giờ thì theo cái nhận định của ông, đối với ông, Trung Cộng họ có thật sự là mạnh hay không? Vâng, thưa cô Kim Nhung, thưa quý vị, trong từ ngày mùng 6 tháng 5 là cái ngày mà cái giàn khoan nó kéo vào, rồi ngày 18 tháng 7 kéo ra, là đến giờ này là cho dù nó kéo ra rồi thì cả thế giới, trong đó có cả Mỹ, cả nước Nhật, nước Đại Hàn, nhất là ông Việt Nam, đặt ra vấn đề thì bây giờ người Bắc Kinh còn muốn tính cái gì nữa. Thì bây giờ chúng tôi, tất cả những cái điều gì chúng ta đã có trong những tháng vừa qua thì chúng ta trả lời câu hỏi của cô đó là Bắc Kinh có mạnh hay không. Thì bây giờ muốn cái chuyện này khó mà nói được làm sao mà trong cái buổi này. Tuy nhiên có thể căn cứ vào nhiều điều. Bắc Kinh không có mạnh và không có yên lắm đâu. Ví dụ sao? Ví dụ chị là từ ngày hôm gần nhất á, là ngày 16 tháng 6. Thì từ đầu năm 2014 cho đến giờ này là cái vùng Tân Cương thôi, nó đã xảy ra đủ chuyện rồi. Thứ nhất là ngày 1 tháng 3 ở Cô Minh là có đánh vô ở trong cái nhà ga ở Cô Minh, 29 chết, 163 người bị thương. Đó là cái vùng mà của cái tranh chấp của người người Hồi đó ở Tân Cương. Rồi đến ngày 30 tháng 4 là tại cái thủ đô Urumqi của Tân Cương là nổ một cái trái bom ở đến 80 người chết. Và cái gần nhất là ngày 16 tháng 6 là cái vụ này mà đến Tập Cận Bình phải có mặt ở đó để mà chỉ đạo giải quyết là 35 người chết. Thì bây giờ không phải là chỉ có năm 2014 này, mà cái từ năm 2009 nó đã xảy ra một cái vụ cũng giữa người Hán và người Hồi ở Tân Cương. Và từ năm 2009 đó là nổ một trái bom đến cả 200 người chết. Thành thứ thế như thế với vấn đề thì nổi mới cái Tân Cương thôi, chưa kể Tây Tạng, chưa kể Việt Nam, chưa kể phía Đông, chưa kể Bắc Á, chưa kể Nam Á, nổi cái vùng Tân Cương thôi. Mà từ năm 2014 là 11 tháng 3 một vụ, 30 tháng 4 một vụ, rồi 16 tháng 6 một vụ. Mấy đến giờ này thì cái tình trạng đó không phải là nó giảm bớt, nhưng mà nó còn tăng lên nữa. Thành thử thưa cô, nếu mà trong vấn đề kinh tế, ông Nguyễn Xuân Nghĩa có ví von mà chúng ta cũng có dùng cái hình ảnh đó là Trung Quốc là một anh khổng lồ, nhưng cái chân rất yếu, nó đứng về mặt kinh tế. Nhưng mà bây giờ nếu qua vấn mặt chính trị thì tôi có thể là cái anh khổng lồ đó với cái chân rất yếu đó lại đứng ở trong một vũng lửa. Vũng lửa đó có thật, vũng lửa xảy ra trong vùng Tân Cương, vũng lửa xảy ra trong vùng Tây Tạng, vũng lửa xảy ra ở cái vùng phía Đông bằng lát này chúng ta đề cập, vũng lửa đó cũng sẽ xảy ra ở trên mạng Bắc Á với đảo xanh cái khu Nhật Bản, và ở Nam Á là cái vụ giàn khoan như
chúng ta để đề cập thành tư, thưa cô, chưa chắc cái ông khổng lồ này ông mạnh lắm đâu. Dạ vâng. Trong cái sự phân tích của ông thì Kim Nhung thấy là nó có cái lý do liên quan đến vấn đề chủng tộc, vấn đề lịch sử. Nhưng mà ngoài ra có lẽ là còn có một cái nguyên nhân khác nào khác nữa để mà khiến cho những cái người Hồi ở cái vùng Tây Tạng, Tân Cương nổi loạn. Vâng, và bởi vì trong cái lá cờ của Trung Cộng nó có 4 ngôi sao, nó biểu tượng, nó biểu tượng cho mãn hồi, hồi mông tạng, tạng đó. Như vậy thì theo ông thì cái vấn đề nó còn có những nguyên nhân nào khác thưa ông? Thưa cô Kim Nhung, thưa quý vị, đúng như cô nói là trong cái lá cờ của Trung Quốc á, Trung Cộng là có một ngôi sao lớn tức là ông đó, rồi có 4 ngôi sao nhỏ là mãn hồi mông tạng. Hôm cuối năm 2012 khi mà Tập Cận Bình qua thăm Hà Nội là ông Hà Nội còn thêm cái nữa là ông Việt Nam. Thế cái vấn đề chủng tộc của người Hoa, của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, không phải riêng của nước Cộng sản Trung Hoa, mà đó là vấn đề chủng tộc, đó là vấn đề chung của khối Cộng sản sau khi đã thâu tóm quyền hành. Thế cái ông Liên Xô năm 1932 dưới quyền Stalin, ông bảo rằng là vấn đề sắc tộc ở Liên bang Xô Viết để giải quyết xong. Nhưng đâu có xong, rõ ràng năm vừa rồi và đang xảy ra là cái vụ Crimea ở vụ Ukraine. Cho nên vấn đề sắc tộc dùng bạo lực để cưỡng ép người ta thì được, nhưng mà trước sau gì nó cũng bùng vỡ. Thế bây giờ trở lại cái chuyện cái người Duy Ngô Nhĩ, tức là người Hồi ở Tân Cương, thì ngoài cái lý do chủng tộc ra, đây là những cái lý do rất thực tế. Cái văn hóa nước Hồi nó khác, văn hóa Trung Hoa nó khác, văn hóa của người Hán nó khác. Rồi chưa hết, không những văn hóa nó khác, và bây giờ khi đến 75% người Hán để chiếm cái dân số ở Tân Cương, và khi mà nó chiếm dân số đông thì nó lại chiếm về vấn đề kinh tế. Thành cho nên người Duy Ngô Nhĩ, người Hồi ở Tân Cương biến thành ra một cái dân thứ hai, một loại chủng tộc thứ hai trên chính quê hương của mình. Đó là mỡ ngoặc đơn, chính là cái nguy cơ của người Việt Nam cũng ở tại Tây Nguyên, ở tại Cao Nguyên Trung Phần, ở tại Đông Đô Đại Phố của Bình Dương, ở tại Vũng Án của ở Hà Tĩnh, ở tại Móng Cái ở Quảng Ninh, đang biến người Việt Nam không được đi vào trong những cái tô giới, những cái vùng riêng tự trị của người Trung Hoa ngay tại Việt Nam. Bây giờ trở lại người Tân Cương vậy, người ta biến thành cái thứ dân ở trên quê hương người ta. Và chưa hết, rồi nước Trung Hoa rất lớn, người ta dồn tất cả cái năng lượng, năng lực để mà khai triển cái vùng phía đông, vùng Thượng Hải, vùng Hồng Kông, vùng Quảng Châu, trong khi đó cái vùng ở phía tây, vùng của núi non mà ngày xưa gọi là vùng đất thục đó, vùng Tứ Xuyên đó, vùng Tân Cương, cái mức sống nó còn rất là thấp, như là đầu thế kỷ cũng có khác. Thành thử thưa cô, ngoài cái vấn đề chủng tộc, cái câu hỏi thứ nhất của cô, vấn đề thứ hai là vấn đề văn hóa, vấn đề rất cụ thể là vấn đề kinh tế, cho nên người ta không thể nào chịu được. Dạ vâng, nhưng mà Kim Nhung vẫn thấy là không hẳn là cái vấn đề kinh tế nó tác động đối với người vùng Hồi Tân Cương như là ở Tây Tạng nữa, nhưng mà nó còn có cả tác động phần đó, nó tác động lên những cái vùng ở phía Tây, phía đông. Vâng. Thì Kim Nhung sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại với ông về những chi tiết này. Kim Nhung xin cảm ơn ông. Kim Nhung xin kính mời quý vị tiếp theo dõi chương trình The Kim Nhung Show trong một con người và sự kiện sau một vài thông tin thương mại. Kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi chương trình The Kim Nhung Show trong một con người và sự kiện với nhà văn Phan Nhật Nam. Thưa với nhà văn Phan Nhật Nam, vừa rồi thì Kim Nhung có đề cập tới vấn đề đó là không hẳn với vấn đề lý do kinh tế nó tác động lên những cái người mà ở vùng Tân Cương hay là vùng Tây Tạng, còn những cái phía về những phía đông. Dạ vâng, thì Kim Nhung thấy là họ cũng vẫn có bùng nổ những cái cuộc biểu tình, chẳng hạn như cái cuộc biểu tình lớn của cư dân Hồng Kông trong ngày 1 tháng 7 vừa qua. Thì ông có thể giải thích vấn đề này thưa? Dạ vâng, thì như tôi đã giống trước, cái người Cộng sản khi người ta cầm quyền, người ta dùng bạo lực, người ta dùng bạo lực. Cái vụ Crimea Ukraine đang xảy ra ở bên nước Nga, tức là Cộng hòa Liên bang Xô Viết cũ. Thì bây giờ ở vùng Tân Cương, Tây Tạng, như cô thấy là người ta đã tự thiêu đến mấy trăm người rồi, và có nhiều người
tự thiêu mà vừa tự thiêu vừa chạy nữa. Ở Việt Nam đã xảy ra với bà Lê Thị Thu của Hòa Hảo, với bà Kim Liên của mẹ chị Tạ Phong Tần. Thì bây giờ trở lại cái chuyện ở bên phía Đông, là mặc dù cũng phát triển về kinh tế ở Hồng Kông, ở Thượng Hải, ở Quảng Châu, tuy nhiên cái ngày 1 tháng 7 vừa rồi, người Hồng Kông tay xuống đường. Người ta xuống đường, đó là một cái nơi rất là phát triển. Người ta xuống đường phải ít, không phải là 5-3 ngàn người như ở bên Tân Cương, mà người ta xuống đường đấy cả 100 ngàn người. Mà theo đó là ước tính, còn người ta, theo báo chí của ngoại quốc là đến 500 ngàn người, tức là nửa triệu. Thì như vậy là có nghĩa là gì? Cho dù phát triển về kinh tế đi chăng nữa, nhưng người dân Hồng Kông người ta đã sống dưới cái chết, dưới cái thể chế dân chủ quen của người Anh, người ta không chịu được cái sự áp bức từ Bắc Kinh. Vâng. Tuy nhiên, nhưng mà Kim Nhung cũng suy nghĩ là cái vấn đề bao trùm là do vấn đề kinh tế đối với cái những cái đối tượng đó là giai cấp công nhân, bởi vì đây là một cái giai, đây là một lượng lượng rất là khổng lồ. Với cái điều kiện và cái mức lương rất là thấp, như chúng ta vừa thấy là thường thường là họ gửi qua những cái công ăn việc làm ở tại China, cái tiền labor nó rất là thấp, rất rẻ, đó là cái sự bóc lột nền kinh tế của Trung Cộng. Nó có thể, nó như ông vừa mới nói là nó là một cái xe đạp. Vâng, như vậy ông có thể giải thích vấn đề tiếp theo là ảnh hưởng tới vấn đề công nhân. Đấy, chúng ta nói đây không phải là mình là cứ bao nhiêu cái tính xấu. Đây là một cái đất nước rất phát triển, phát triển đến 2 con số mà. Nhưng mà nếu ở phía Tân Cương, Tây Tạng rối tung lên với vấn đề chủng tộc, với vấn đề xã hội. Nếu ở phía Đông, người Hồng Kông đã được vấn đề chính trị, người ta không thể chịu được cái sự áp bức về chính trị của Bắc Kinh. Người ta sống ở dưới chế độ của nước Anh, dân chủ của nước Anh cả mấy 99 năm người ta quen rồi. Nhưng mà cái cốt lõi cái câu hỏi của cô vừa rồi nữa, thì bây giờ người ta tính ra là chỉ từ năm 2011 đến giờ này, đây là báo Lao Động của Tàu, là hơn là 1.171 vụ xuống đường của giai cấp công nhân. Đây là sản phẩm chính thống của cái nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã cái thành phần để xây dựng nên cái sự tiến bộ của nước Trung Quốc. Nhưng bây giờ người công nhân người ta không xuống được, vì người ta không chịu được cái mức lương quá ít, môi trường quá hư hỏng. Ở Bắc Kinh người ta đi ra phải bịt miệng. Và bây giờ hơn 40% các cái xí nghiệp về giày, về áo quần, về đồ chơi đều bị đóng cửa hết theo cái chính sách mới. Thành thư ở thưa cô, như vậy là bạo loạn về chủng tộc, bạo loạn về chính trị, và bây giờ cũng có bạo loạn về kinh tế. Thành thư thưa rằng cái ông khổng lồ mà chân yếu này, ông đang đứng trong một cái vụ lượng có thật. Đó là do những cái dữ kiện, những yếu tố mà chúng ta đã nhận được từ ở trong báo chí, mà từ ở trong Hồng Kông, từ báo Lao Động của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Một ông khổng lồ mà chân yếu như vậy mà Bắc Kinh vẫn còn đang hung hăng kia, mà cụ thể đối với những vấn đề Biển Đông hoặc là đối với Việt Nam. Như vậy thì một cái nước Trung Hoa có một cái số dân gọi là tới 1 tỷ 300 triệu. Có đã dẫn tới cái cuộc khủng hoảng chưa thưa ông? Cái đó thì thưa cô, chúng ta chỉ căn cứ trên những điều như Phật tôi vừa trình bày. Thì bây giờ nước Tàu nó có ba, phải đáp ứng 3 điều. Thứ nhất, đứng về kinh tế là phải giữ duy trì cái nền kinh tế về cốt lõi. Thứ hai là phải tìm ra xem thử cái kẻ thù mà đang đe dọa mình là ai, và mình có đủ sức để mà đương cự với kẻ thù đó không. Và thứ ba là phải bảo vệ cái quyền lực cầm quyền. Thì bây giờ cái thứ nhất chúng ta đã trình bày là ông đã thâu tóm vàng, ông đã thâu tóm gạo, ông thâu tóm dầu lửa. Như vậy đứng về mặt kinh tế coi như là ông đã chuẩn bị đủ để mà cái quyền lợi cốt lõi của ông, của Bắc Kinh, của người 1 tỷ 300 triệu coi như được bảo đảm. Vấn đề thứ hai, ông xem thử có ai đe dọa ông không. Thì đến giờ này, tương quan trên thế giới thấy rõ lắm. Chỉ có 2 cái người mà có đủ sức để mà dọa, để mà đương cự mà đặt vấn đề với người Tàu, tức là người Mỹ và người Nga. Chắc là người Mỹ, người Nga, trong với cái ông Putin cũng như ông Tổng thống Obama này, không có điên gì mà tạo nên những cái kình chống với là ông Bắc Kinh. Thành thử bây giờ vấn đề thứ ba
Vấn đề thứ ba là vấn đề làm sao bảo vệ cái bộ máy quyền lực. Thì bây giờ ông người Tàu với người chủ tịch Tập Cận Bình đang làm cái chuyện này, đó là đưa ông Chu Vĩnh Khang, tức là người thứ sáu trong Bộ Chính trị, tức là chủ tịch của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quốc gia, và từng năm 2006 từng là Bộ trưởng Bộ Công an, người ta gọi là ông là con hổ, một người quyền hành nhất từ trước đến nay trong hệ thống Đảng Cộng sản Trung Hoa. Tuy nhiên cái ông hôm nay ông Tập Cận Bình đang chuẩn bị đưa ông này ra tòa, và đây là lần đầu tiên một ủy viên Bộ Chính trị bị kết án bởi tội hình sự, tội tham nhũng, tội giết người, giết cái người vợ đầu tiên. Thành thử thưa cô Kim Dung, thưa quý vị, chúng ta có thể nói mà không chắc, bây giờ người Tàu đang kiên cố, Bắc Kinh với Tập Cận Bình đang cố kết, đang giữ vững cái bộ máy quyền lực bằng chứng tỏ để trở thành là một cái người số 1, là bây giờ đang hạ bệ và đã hạ bệ rồi từ năm 2012, và đang chuẩn bị đưa Chu Vĩnh Khang, ủy viên Bộ Chính trị, người thứ 6 trong bộ máy quyền lực, ra tòa vì vấn đề tham nhũng và vấn đề giết người. Thì không phải một mình ông Chu Vĩnh Khang ra, mà cả một hệ thống quyền lực, đó gồm có bà Khi Lai, ủy viên Bộ Trung cảnh chẳng hạn. Thành thử thưa cô và thưa quý vị, thì chúng ta đang chứng kiến cái chuyện hai con hổ đánh nhau ở Trung Hoa, tức là giữa cái phe đang cầm quyền của Tập Cận Bình và cái phe đang bị hạ xuống là bị Chu Vĩnh Khang. Vâng, theo ông phân tích thì chúng ta có thể nói chắc chắn rằng một cái ông khổng lồ với một đôi chân yếu, trong đó đó thì cái nó bị ảnh hưởng đủ về vấn đề lịch sử, về vấn đề chủng tộc, về vấn đề kinh tế, về vấn đề nội bộ nữa, thì chẳng khác nào trong nhà chuyện chưa yên mà lại đi gây hấn với người ngoài. Thì ông có thể một lần nữa. Vâng, thưa cô, cái này nếu ai đã học đọc sách Tàu, đọc sự Tàu biết, người ta có cái chính sách khi trong nhà đang có chuyện thì người ta để muốn yên trong nhà trấn áp chúng, người ta gây chuyện ở ngoài. Đó, thì gây chuyện ở ngoài để lấy cớ như vậy mới tập trung quyền lực để mà cái này không phải là Cộng sản Tàu mà chính ngay Cộng sản Nga cũng đã vậy. Đó là năm 1918, sau khi giành được đẩy Nga Hoàng xuống rồi á, là 1917 thì 1918 người ta liên kết với nước Đức để làm gì? Liên kết với nước Đức, ký hòa ước bất tương xâm Brest-Litovsk với nước Đức để làm gì? Để rạch tay triệt hạ cái phe Bạch Nga ở trong nước. Thì bây giờ cái điều này lại muốn triệt hạ, tập trung quyền hành để triệt hạ tay công nước, thì lại bây giờ gây chuyện ở bên ngoài. Đó là cái cách mà dĩ dật đại lao dùng một cái thế này mà đánh một cái thế khác. Mà nói dễ hiểu đó, để là đánh lạc hướng. Không phải đánh lạc hướng mà đó. Bây giờ muốn đánh ở phía ngoài thì chúng ta phải tập trung cái nội lực. Tập trung nội lực thì ở dưới với lý do để mà tập trung về nền an ninh quốc gia. Và đó là cái cách mà Hà Nội đã từng trấn áp cái những cái người ở trong nội bộ của mình và ở trong cái quần chúng của mình. Vâng, kết thúc trong buổi nói chuyện ngày hôm nay xoay về câu chuyện của Việt Nam. Như vậy thì sách lược của Trung Cộng như thế thì Việt Nam phải làm gì thưa ông? Vâng, thưa cô, cái ông Trung Cộng kia là ông khổng lồ, còn cái ông Việt Nam nó còn yếu hơn ông khổng lồ. Thì là cái ông là một cái ông còn nhỏ hơn ông khổng lồ đó và sống tựa vào cái ông khổng lồ đó. Thành tựu thưa cô Kim Dung, chúng ta cũng phải là yêu Hà Nội hay ghét Bắc Kinh hay là, nhưng mà rõ ràng tất cả cái đường đi nước bước của ông Hà Nội chỉ là lặp lại cái đường đi nước bước của ông Bắc Kinh. Thì trong có một cái câu mà chính người Cộng sản người ta hay dùng, chính ông Hồ Chí Minh ông hay dùng, ông đã bảo là thà mà ngửi cái giấm của người Pháp trong một thời gian ngắn còn hơn cái mùi phân của người Tàu cả trăm năm. Cho nên ông sợ Tàu lắm, nhưng mà đến giờ này thì thấy rằng cái những người cầm quyền ở Hà Nội, người ta không thấy ra được cái mối đe dọa từ phía Tàu. Và khi nước Tàu có loạn thì người ta đánh ở đâu? Việc đầu tiên người ta đánh phương Nam trước.
Cho nên tôi nghĩ rằng cái tình hình của Việt Nam luôn luôn nằm cùng với cái tình hình của bên Tàu. Mà khi nước Tàu có loạn thì cái đối tượng đầu tiên là chính nước Việt Nam, là cái đối tượng cần phải bị đánh phá trước tiên hết. Nhưng mà Việt Nam phải làm gì thưa ông? Nhưng cái đó là vấn đề lớn nữa thì chúng ta chắc là phải có một tiếp. Cái buổi trời, buổi nói chuyện khác. Okay. Đặt vấn đề Việt Nam cần phải làm gì, ông Hà Nội cần phải làm gì. Chuyện rất là dài, dạ chuyện vâng. Rất là chúng ta không thể nói trong một ngày một bữa. Kim Nhung xin cảm ơn ông và sẽ trở lại với ông trong lần nói chuyện kế tiếp. Vâng, cảm ơn cô Kim Nhung, xin kính chào quý khán giả. Vâng, Kim Nhung xin cảm ơn quý khán giả đã và đang theo dõi những buổi nói chuyện của chúng tôi với nhà văn Phan Nhật Nam trong một con người và sự kiện. Chúng tôi sẽ trở lại để tiếp tục câu chuyện này trong thứ ba tuần tới cũng vào cùng giờ. Xin kính chào. Quý vị trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay. Bản tin tiếp theo, Sự Quyên xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây. Thưa quý vị, một phóng sự từ Missouri cho biết rằng Bích Châu thực hiện một phóng sự để chia sẻ tâm tư của linh mục Domenico Phạm Đức Thao từ Pennsylvania về ý nghĩa của những chuyến đi đến Đại hội Thánh Mẫu năm 2014. Mời quý vị theo dõi sau đây. Đại hội Thánh Mẫu tại Missouri được tổ chức hàng năm vào những tuần lễ đầu tháng 8 trong suốt 37 năm vừa qua. Con số giáo dân cũng như người ngoại đạo Công giáo đã tăng lên theo hàng năm và cho đến năm 2014 đã là trên 80.000 người tham dự theo thống kê của ban tổ chức tại nơi đây. Ngoài những phát triển về tiện nghi và vật chất cho số lượng lớn người tham dự thì bên cạnh đó giá trị tinh thần của mỗi gia đình tham gia vào các kỳ đại hội Thánh Mẫu cũng ngày càng tăng cao hơn. Đây mới chính là nguyên nhân chính cho việc gia tăng số người tham dự tại nơi đây. Linh mục Domenico Phạm Đức Thao, người đã cùng với giáo dân tại nhà thờ Allentown, Pennsylvania đến tham dự hàng năm tại nơi đây, chia sẻ như sau. Cha tên là Domenico Phạm Đức Thao, ở hội đạo Allentown, ở Pennsylvania. Cha đi đến đây hàng năm để trước hết là tung vương Đức Mẹ Maria, và đặc biệt là muốn làm gương cho công đoàn của cha đó. Là mẹ luôn luôn gần với chúng ta hơn. Rồi cái sự hướng dẫn hàng năm mà cha dẫn công đoàn đi đó thì mỗi lần đi thì người giáo dân công đoàn của công đoàn của cha đó, thì feedback cảm tưởng họ đi thế nào. Cũng theo linh mục Domenico Phạm Đức Thảo cho biết, giá trị đạo đức trong gia đình Công giáo được nâng cao sau mỗi chuyến tham dự đại hội Thánh Mẫu được đánh giá rất cao từ các bạn trẻ. Thì một năm cái cha cũng khuyên các em là thôi lấy vacation thay vì mình đi biển, mình đi lên đây, rồi không những về cái tâm tình ngoài cái việc ăn uống, món quà của Việt Nam là cái đặc sắc, cái ăn uống đây. Các em cũng thích vậy, biết là nó nóng nhưng mà nhờ đó các em thấy cái tình thương của người Việt Nam như thế nào. Mà đặc biệt là nói về chống về cộng sản đó, thì các em sẽ hiểu hơn. Mà ngoài ra đến đây các em mới thấy được cái lòng sùng kính giáo dân với công đoàn Việt Nam mình đối với Đức Mẹ như thế nào, thì các em học không những mà học qua cái lời nói mình, qua chính là cái hành động mà mọi người đến đây đó là tung hô Đức Mẹ, đặc biệt là mẹ Thiên Chúa. Mà không có mẹ thì mình đến gần Thiên Chúa không có đầu rồi nha. Hòa mình cùng với dòng người trên 80.000 người tại nơi đây để cùng lắng nghe những lời chia sẻ của các linh mục trong các giờ hội thảo, hay thưởng thức những món ăn thuần túy Việt Nam tại nơi đây, gặp gỡ những người Việt Nam về từ mọi nơi trên thế giới sẽ mang thêm vào hành trang trong cuộc đời rất nhiều những điều giá trị trong cuộc sống hàng ngày. Bích Châu tường trình cho đài truyền hình SBTN. Xin cảm ơn Bích Châu và thưa quý vị, sau đây là phóng viên Lê Quang Trung tường trình về buổi tiệc cơm chay và văn nghệ gây quỹ nhằm mục đích tu sửa lại nơi thờ phượng của chùa Nam Quang dưới chứng minh của Hòa Thượng Thích Trấn Quán. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính chào quý khán thính giả. Nhân dịp mùa Vu Lan vừa qua, vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, ngày 9 tháng 8 năm 2014, trong khuôn viên chùa Nam Quang tại thành phố Portland đã diễn ra buổi tiệc cơm chay và văn nghệ gây quỹ do ban điều hành chùa Nam Quang tổ chức. Buổi tiệc cơm chay và văn nghệ gây quỹ nhằm mục đích tu sửa lại nơi thờ phượng. Chúng tôi nhận thấy đông đảo Phật tử đến tham dự và chương trình do MC Minh Nhật điều khiển. Mến mời quý vị theo dõi phóng sự. Ngày mà cách đây 2.600 năm
và tất cả chư tăng đã cho mẹ của ngài một kỷ niệm từ đọa ngạ quỷ vì cuộc đời của bà lúc sinh tiền đã vi phạm đạo đức của con người, vì vậy bà mới đọa vào ngạ quỷ. Khi mà ngài một kỷ niệm nhận thấy như vậy, mẹ than khóc nhưng mà không cứu được mẹ. Rồi cuối cùng thì nhờ Phật làm thế nào để cứu mẹ ngài khỏi sự đau khổ đó. Đức Phật dạy rằng ông là một vị đại chứng A La Hán, ông là thần thông đệ nhất, là một trong những đệ tử của ta, nhưng mà ông không thể cứu được vì cái căn cội tham sân si nó gần hành sâu vào trong cái tiềm thức của mẹ ông. Vì vậy phải nhờ tất cả chư tăng mười phương dùng cái sức của các ngài chuyển hóa tâm thức mẹ của ông thì mới được. Và do đó thì Đức Phật chỉ phương pháp để mà chú niệm cho người mẹ. Buổi tiệc cơm chay và văn nghệ gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Tuấn Châu, Mai Lệ Huyền và Nguyễn Hồng Nhung đến từ Nam California cùng các ca sĩ nam nữ tại địa phương. Đặc biệt, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã trình bày nhạc phẩm Anh Là Ai và có nói: anh chị em ca sĩ Trung Tâm Asia trình diễn bất cứ nơi nào sẽ hát hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Việt Khang cho đến khi nào nhà cầm quyền cộng sản thật trả tự do cho Việt Khang. Chúng tôi, nhóm thông tin viên chính trị xã hội SBTN tường trình từ thành phố Portland, Oregon, thân ái chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn phóng viên Lê Quang Trung. Thưa quý vị, và tiếp theo thông tin viên Nam Hương tường trình thánh lễ cầu nguyện và viếng linh cụ Đức Cố Hồng Y Edward Clancy của Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney tại nhà thờ Chánh tòa Sydney. Mời quý vị theo dõi sau đây. Chúng tôi Nam Hương xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, vào thứ Sáu ngày 8 tháng 8 năm 2014 lúc 11 giờ, Cộng đồng Công giáo người Việt Tổng giáo phận Sydney đã đến nhà thờ Chính tòa Sydney tham dự thánh lễ cầu nguyện và viếng linh cữu Đức Cố Hồng Y Edward Clancy. Sau đây là những chia sẻ của linh mục Paul Chu Văn Chi và Phêrô Dương Thanh Liêm. Kính thưa quý vị khán thính giả của SBTN, cái hình ảnh đẹp nhất của tôi dành cho Đức Hồng Y Edward Clancy là lúc nào ngài cũng thương mến, và nhất là khi mà ngài về làm phép cái trung tâm tinh huấn ở tại trung tâm hành hương Brinchelli. Tuyệt vời, không thể tưởng tượng được. Nói đến ngài thì có lẽ không bao giờ tôi quên được. Rồi những ngày mà ngài cho tôi đi du học tại Hoa Kỳ, rồi khi mà trở về ngài ôm tôi bé lắm, ngài quàng vai tôi và thương mến. Rồi nhất là những cái ngày mà ngài lo cho cộng đồng Công giáo Việt Nam, ngài lo lắng rất là nhiều, ngài thương mến rất là nhiều. Hình ảnh Đức Hồng Y Edward Clancy đã bảo lãnh rất nhiều linh mục Việt Nam từ các trại tị nạn sang đây, rồi ngài truyền cho các linh mục Việt Nam nữa. Và chính ngài, tôi cảm động hơn nữa là khi mà lễ vinh quy của Đức Hồng Y Thuận, chính ngài đã đề nghị là phải có cờ vàng ba sọc đỏ, cờ Việt Nam của chúng ta, rồi cờ Úc, cờ Hội Thánh, là ba lá cờ làm nên con người Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyên Thuận. Chính vì vậy mà tôi rất là thương mến Đức Hồng Y Edward Clancy. Ngày hôm nay Cộng đồng Công giáo Việt Nam đến nhà thờ Chính tòa để bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Hồng Y Edward Clancy thân yêu của chúng ta, nên là cảm ơn quý vị đã chia sẻ đồng hành với chúng tôi. Và hôm nay Cộng đồng Công giáo Tổng giáo phận Sydney, chúng con có được cái giây phút gần gũi với vị chủ chăn, đó là Đức Tổng giám mục thứ bảy Đức Hồng Y Edward Clancy, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Sydney của chúng con, mà ngài cũng là vị đã chấp nhận con vào chủng viện trong những ngày đầu tiên
Và ngày hôm nay cái tình yêu của Ngài đã dành cho cộng đồng trong suốt những thập niên qua, và ngày hôm nay tất cả những người con trong Tổng giáo phận, những người con Việt Nam tại Tổng giáo phận Sydney đến để dâng lời tạ ơn với Thiên Chúa vì cái hành trình mục tử của Ngài, cũng như tri ân Đức Hồng Y Clancy đã dìu dắt, nâng đỡ và yêu thương cộng đồng trong những ngày đầu tiên tại nước Úc này. Và cũng từ đây, nơi chúng con đang đứng là cái hầm mộ dành riêng để là nơi an nghỉ của các vị giám mục của Tổng giáo phận, cho nên chúng ta thấy đây là dưới hầm của nhà thờ chính tòa, nơi ngày thứ bảy này sẽ an táng Đức Cố Hồng Y Edward Clancy tại đây. Chân thành cảm ơn. Nam Hương tường trình từ Sydney xin kính chào quý vị khán giả và xin hẹn quý vị khán giả vào những phóng sự sau. Cảm ơn thông tin viên Nam Hương. Và thưa quý vị, sau đây là nhóm phóng viên Phạm Hoài Hương và Bảo Đôn tường trình từ Seattle, Washington về buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập chùa Phước Huệ. Chùa Phước Huệ đã đánh dấu 20 năm xây dựng chùa nhân mùa Vu Lan năm nay. Sau 20 năm thành lập, nay với một khuôn viên rộng lớn, với nhiều tôn tượng đẹp và ý nghĩa, Thượng tọa Thích Phước Toàn, vị trụ trì từ năm 1980, từng là một thuyền nhân tị nạn, đã đi tu rồi liên tục hy sinh cùng với bao nhiêu đóng góp của các Phật tử thiện nam tín nữ chung góp sức vun bồi ngôi thiền tự vươn mình phát triển, nay trở thành nơi thờ tự có thắng cảnh đẹp và sinh hoạt văn hóa như câu thơ trong chùa: 20 năm vun bồi ngôi nhà tâm linh Phước Huệ, hạt giống Phật tưới tẩm thương yêu hiểu biết đơm hoa. Nghi thức kỷ niệm 20 năm thành lập Phước Huệ đã cử hành trong nghi thức trang nghiêm trong 2 ngày dưới sự chủ lễ của Đại lão Hòa thượng Thượng Phước Hạ Thuận cùng nhiều vị chư tăng xa gần. 19 năm vừa qua, quý vị đã thấy ở nơi đây có một đạo tràng tương đối đầy đủ tiền nghi để cho chư tăng, chư ni và toàn thể Phật tử nam nữ để về đây chia vui sẻ buồn. Hôm nay là ngày thứ hai trong hai ngày bắt đầu cho lễ Vu Lan tháng hội Phật tử đạo tràng Phước Huệ cũng không ngoại lệ. Hôm nay như ngày lễ kỷ niệm 20 năm bắt đầu ở đường 48 và đặt tên với nghĩa Phước Huệ Song Tu, nghĩa là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Hình ảnh các buổi rước kiệu hoa Phật thật đẹp mắt diễn ra trong 2 ngày trong khuôn viên chùa rộng 6 mẫu với 6.000 square feet chánh điện cùng với 4.000 square feet hội trường từng được khánh thành năm 2010 với phần cắt băng của thị trưởng Tacoma Strickland và chánh thanh tra Julie Anderson. Sau phần cắt bánh sinh nhật 20 tuổi, nhiều tiết mục văn nghệ cúng dường bao gồm ca cổ nhạc với ca sĩ Phật tử Hồ Lệ Thu. Cô vẫn thường xuyên có mặt hàng năm hát cúng dường, được chào đón, chung vui, đánh dấu một chặng đường 20 năm của ngôi nhà tâm linh Phước Huệ. Mỗi năm Phật tử hơn và ngôi chùa của mình càng ngày càng đẹp hơn. Hôm nay Hồ Lệ Thu rất là hân hạnh được đến đây trong ngày lễ kỷ niệm 20 năm của chùa Phước Huệ và cũng trong dịp lễ Vu Lan. Hồ Lệ Thu chúc tất cả mọi người, tất cả các ai còn cha còn mẹ. Phạm Hoài Hương và Bảo Đôn, Báo Người Việt Tây Bắc và truyền hình SBTN TV tường trình từ thành phố Tacoma, Washington. Bye.
Đó là xin được phổ truyền thánh và anh Thanh Hà xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Đây là chương trình bàn luận tin tức hàng tuần của SBTN. Dạ, xin mời luật sư Đỗ Phú và anh Thanh Hà. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Chào anh Tường Thắng và chào anh Thanh Hà. Vâng, xin chào hai anh và xin chào khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, thưa anh Phú và cũng như thưa anh Hà, thì nó trong tuần lễ vừa qua nó cũng có tin khá mà chúng ta cần lưu ý. Đó là cái sự kiện trước đó, đó thì chúng ta biết cách đây khoảng chừng 2 tuần thì ông Phạm Thanh Nghị, tức là Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã đến Hoa Kỳ, đến Washington một cách bí mật để mà gặp gỡ một số các quan chức của phía bên Hoa Kỳ. Ngay sau và trong cái chuyến đi đó thì ông Phạm Quang Nghị cũng đã trao một món quà cho ông John McCain. Ở đây thì mình không nói chi tiết vào cái món quà là như thế nào, nhưng mà có điều đặc biệt là sau chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị đó thì khoảng chừng một tuần sau thì chúng ta thấy ông John McCain và ông Sheldon cũng đã có mặt tại Việt Nam. Và hiện tại trong lúc chúng ta đang nói chuyện thì ông có lẽ là ngày cuối cùng của ông John McCain tại Việt Nam. Thì trong cái chuyến đi này của ông John McCain và ông Sheldon đó, thì ông McCain có tiếp xúc với một số các cấp lãnh đạo phía bên Cộng sản Việt Nam. Sau đó ông John McCain có tổ chức một buổi họp báo và nói rằng là cái kế hoạch mà bán vũ khí sát thương cho phía bên Cộng sản Việt Nam có thể sẽ được nới lỏng lại và sẽ cho phép bán. Nhưng mà dĩ nhiên là theo ông Sheldon á, thì ông bảo là không thể mở rộng một cách nghĩa là ngay lập tức mà có thể bán tất cả vũ khí sát thương cho Cộng sản Việt Nam, mà nó phải tiến qua từng một giai đoạn một, và những giai đoạn đó tùy theo phù hợp cái mức độ mà phía bên Cộng sản Việt Nam đáp ứng lại với lại cái điều kiện của Hoa Kỳ như thế nào thì và nó đó sẽ là ra. Và đó là cái chuyện mà khi mà ông Sheldon nói là nó nói lên chính xác cái vấn đề mà chúng ta là những người Mỹ gốc Việt ở đây đang lobby. Yeah. Mình lobby ở đây không phải là chuyện là mình cô lập hóa Cộng sản Việt Nam để họ rơi vào phía Trung Cộng. Yeah. Nhưng mà chính sách của chúng ta là chúng ta muốn Tổng thống Obama là phải có những bắt Cộng sản Việt Nam phải có những bước rất là cụ thể trong cái chuyện đòi hỏi vấn đề nhân quyền. Vâng. Rồi những cái chìa khóa mở từ từ ra đối với lại từng việc anh Cộng sản Việt Nam phải làm, nhất là đối với vấn đề nhân quyền cho Việt Nam và các tù nhân lương tâm, cũng như vấn đề mà tự do về Internet. Yeah. Đó là những cái chuyện mà chúng tôi nghĩ là tất cả những người Mỹ gốc Việt chúng ta đều muốn là thực thi theo chuyện đó. Vâng. Chứ không thể nào mà có cái chuyện mà bán vũ khí sát thương Việt Nam mà không điều kiện. Yeah. Anh Thanh Hà chắc cũng nhớ là trước đây khi mà Cộng sản Việt Nam mà được vô danh sách mà những cái nước mà gọi là most favored nation đó, yeah, mà của vấn đề mà treaty với Hoa Kỳ đó, yeah, thì họ đã thả một số tù nhân lương tâm. Và đưa đến chuyện là Tổng thống Bush đã vận động Quốc hội Hoa Kỳ lúc đó, yeah, và đã bỏ cái chuyện mà coi như Việt Nam được vào bị vào những danh sách gọi là liên quan đến vấn đề mà tôn giáo đó, yeah, CPP đó. Vâng. Thì coi như là những đáng quan tâm vấn đề tôn giáo đó. Thì ngay sau đó đó, sau khi mà cái chuyện nó xảy ra đó, thì khi mà ông Bush ông làm chuyện đó thì Việt Nam tiếp tục đàn áp nhân quyền một cách dữ dội hơn, yeah, là từ 2007 tới giờ. Yeah, vâng. Và chúng ta đã biết cái bài học đó rồi. Cho nên cái bài học đó là cái bài học mà chúng ta phải biết, là chúng ta luôn luôn nhắc nhở chính quyền sở tại, yeah, là chính quyền của chúng ta đó, là không thể nào mà cho Cộng sản Việt Nam những gì họ muốn ngay lập tức, yeah, vâng, mà phải đặt ra những cái bước từng bước một. Anh đáp ứng như thế nào với này nhân quyền, chúng tôi sẽ mở cửa cho anh cái này. Yeah, vâng. Riêng cái chuyện này thì anh Thanh Hà với anh Từng Thắng nghĩ thế nào? Vâng, tôi chia sẻ với hai anh ở chỗ là tại vì thực sự ra Đảng Cộng quyền Cộng sản Việt Nam lúc nào họ cũng nói rằng không có cái chuyện đàn áp nhân quyền. Đối với vấn đề khi họp với quốc tế, họp với Liên Hợp Quốc, hoặc là đối với Hoa Kỳ khi họ cần tới vấn đề TPP, hoặc là vấn đề cần cái vũ khí mà sát thương để có thể có được một số những cái công cụ về trang bị về quân sự và lãnh vực về defense để chống lại cái sự bành trướng của Trung Cộng, thì chúng ta thấy rằng Việt Nam rất nhiều năm vừa qua rất cần chuyện đó đối với Mỹ, nhưng mà chỉ kẹt về cái issue về nhân quyền. Bởi vì chúng ta là những người ở đây và chúng ta có những anh em đấu tranh nhân quyền trong nước mới chia sẻ những điều đó và những cái thực trạng ở trong nước. Thành ra chính chúng ta phải vận động một cách cụ thể để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mới thực thi được cái đó một cách chính xác và thực thi thực sự, chứ không phải chỉ hứa đầu môi bên ngoài. Bên ngoài thì ra nước ngoài thì Cộng sản hứa lúc nào cũng không có cái vấn đề tù nhân, chỉ là những người ta hoạt động violent hoặc là người ta làm những cái việc bất hợp pháp, chứ không phải là những tù nhân lương tâm. Đối với Cộng sản ra nước ngoài lúc nào cũng chối chuyện đó cả. Dạ, vâng. Và đến khi mà ngay cả những dân biểu, ngay cả những người như thượng nghị sĩ John McCain, ngay cả những người như là
Bộ trưởng Ngoại giao, ngay cả những người trước đó là bà Clinton đã dí những danh sách của những người tù nhân lương tâm vô, ngay cả Tổng Bí thư và ngay cả Chủ tịch nước. Dạ. Nhưng mà họ vẫn cứ chối rằng những người này là những người chỉ vi phạm của luật pháp Việt Nam thôi. Dạ vâng. Thành ra tôi nghĩ rằng đó là việc của chúng ta. Dạ. Việc anh em chúng ta phải cố gắng kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ họ thấy rõ những cái bức tranh đó ở đằng sau. Cái vấn đề ở đây đó, thưa quý khán giả và thưa anh Phụ, thưa anh Hà, đó là trong cái chuyến đi của ông John McCain, chúng ta không biết rõ là ông cả hai thương lượng cái gì. Nhưng điều chắc chắn trên giấy trắng mực đen đó, thì phía bên Cộng sản Việt Nam có yêu cầu Hoa Kỳ nới lỏng cái vấn đề bán vũ khí sát thương. Thì ngay sau khi ông John McCain gặp một số các viên chức cao cấp Cộng sản Việt Nam thì nó lại có một cái văn bản mà hiện tại phía bên gia đình của blogger Điếu Kỳ Nguyễn Văn Hải đưa ra, đó là phía bên Cộng sản Việt Nam yêu cầu gia đình của ông Nguyễn Văn Hải đến để đóng một số tiền lệ phí 200-300 ngàn gì đó, tiền lệ phí để gọi như là để mà lo cái vấn đề thủ tục có thể đi đến cái việc mà ân xá và giảm xá. Và chúng ta biết cái ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của phía bên Cộng sản Việt Nam. Cái câu hỏi đặt ra là liệu cái chuyến đi của ông John McCain, liệu cái điều kiện đưa ra, liệu cái vấn đề bán vũ khí xương nó có lồng trong cái việc mà cái lá thư mà phía bên Cộng sản, Công an Cộng sản Việt Nam gửi cho gia đình của Điếu Cày, trong trường hợp này blogger Điếu Kỳ Phạm Văn Hải, để nói đến cái vấn đề ân xá, liệu sắp tới đây 2-3 tuần nữa có thật sự là ân xá blogger Điếu Kỳ hay không. Giả dụ như chúng ta thấy là nếu có cái chuyện nó xảy ra thì chúng ta thấy rõ ràng là phía bên Cộng sản Việt Nam đã sử dụng anh Điếu Kỳ, nếu cái chuyện từ nãy thì nó là nếu, thì Cộng sản Việt Nam đã sử dụng tù nhân lương tâm trong trường hợp Điếu Kỳ như là một món hàng buôn bán mà phía bên, mà chị Bùi Minh Hằng đã từng bảo rằng đó là hàng tồn kho, bắt người này buôn bán trao đổi để đạt được cái củ cà rốt phía bên Hoa Kỳ, xong rồi đó thả xong rồi là bắt tiếp những người khác mà trở thành một cái món hàng trong trường hợp này. Yeah. Tôi nghĩ là kỳ này đó là người gốc Việt chúng ta đó ở Hoa Kỳ cũng biết được cái chuyện này rồi. Yeah. Và tôi nghĩ là chúng ta cần nhắc nhở những người mà lãnh đạo trong vấn đề hai viện, thượng viện cũng như hạ viện, là Cộng sản Việt Nam sẽ bổn cú soạn lại nữa. Nếu họ không, nếu họ thả từng người ra một đó, mà từng người ân xá là chúng ta biết ngay cái chiêu này đó là chiêu buôn bán này. Và chuyện đó đã xảy ra thời Bush, và chúng ta đã chứng kiến cái chuyện đó. Và sau đó họ bắt lại ngay lập tức. Cho nên cái chuyện chính đó là Cộng sản Việt Nam phải thay đổi một số điều luật. Vâng. Cái chuyện đầu tiên là họ phải thay đổi một số điều luật và nới lỏng cái chuyện mà kiểm soát internet. Và chính trong cái luật của họ đổi đó thì mới nói đến chuyện mà có cái thiện chí ở đây được. Cho nên chuyện nói chuyện là chúng tôi thấy chuyện đầu tiên là những cái bước căn bản Cộng sản Việt Nam họ phải làm. Thì khi họ làm những chuyện đó đó thì lúc đó Hoa Kỳ sẽ nới lỏng ra, và chúng ta là người gốc Việt chúng ta cũng sẽ vận động những cái chuyện mà nới lỏng ra, càng nới lỏng ra để có những cái chuyện mà Cộng sản Việt Nam sẽ được những chuyện khác. Tôi thắng đồng ý với anh Phủ về cái việc mà phải bắt buộc Cộng sản Việt Nam thay đổi cái luật, chứ không thể mà áp dụng luật một cái tùy tiện rằng là cứ bắt một người đó thì gắn cho họ cái tội là vi phạm cái điều luật 88 hình sự chống đối nhà nước chẳng hạn. Chúng ta thấy là hiện tại có ít nhất có hai quốc gia cộng sản trên thế giới, đó là anh Bắc Hàn và anh Cộng sản Việt Nam. Anh Bắc Hàn thì dùng vũ khí nguyên tử để mà hù dọa, để ăn mày thế giới. Nó không có tù nhân lương tâm, nhưng mà không trao đổi được, không bán được cái đó, thì anh bán vũ khí nguyên tử. Tôi có nè, mai thử cái rồi ngày mai anh phải đưa tiền, đưa nuôi chúng tôi để chúng tôi không thử tiếp. Còn phía bên Cộng sản Việt Nam thì nó không có vũ khí nguyên tử, thì nó bán tù nhân lương tâm 80 triệu người, 86 triệu người Việt Nam ở Việt Nam có thể là tù nhân lương tâm bất cứ lúc nào, và nó sử dụng cái đó để buôn bán. Cái câu hỏi đặt ra là chúng ta có thể chấp nhận cái chiêu bài đó mãi mãi như vậy được không? Như anh Từ Thắng đồng hoàn toàn đồng ý Phủ là bước kế tiếp là thay đổi cái luật đó, chứ không thể chấp nhận để cho nó buôn bán, tiếp tục buôn bán để lấy củ cà rốt của từ phía Hoa Kỳ. Vâng, và tôi nghĩ là Hoa Kỳ có lẽ không nhận thức ra chuyện này rồi. Mà nếu họ không nhận thức ra chuyện này thì chúng thì ta là người Hoa Kỳ, chúng phải ta không phải, phải làm chúng ta phải nhắc nhở những người đại diện chúng ta là cái chuyện này có thể xảy ra nữa. Dạ vâng. Tại vì cái chuyện này mới xảy ra cách đây chưa tới 10 năm. Và chúng ta đủ quyền bài học đó anh Hà. Đúng rồi. Dạ vâng, thì đó là cái mà đang ra ngày hôm nay. Một cái vấn đề thứ hai liên quan đến Việt Nam, thì Phụ báo Việt Nam Net mới đăng một cái tin rất là đặc biệt. Chúng ta cũng biết là cái sự kiện là phía bên Úc và họ điều tra về cái vấn đề tiền hối lộ mà in cái tiền polymer của xã Việt Nam đó, cái tiền giống như tiền nhựa đó. Vâng. Thì bên Úc họ điều tra đã mấy năm nay rồi, thì họ biết và họ đã truy tố một số người Úc liên quan đến cái vụ hối lộ cho các quan chức Cộng sản Việt Nam về cái việc mà có cái dịch vụ in tiền polymer cho phía bên Cộng sản Việt Nam. Chúng ta biết lúc bấy giờ đó, khi mà cái vụ sự kiện này nó xảy ra đó, thì ông Nguyễn Tấn Dũng lúc bấy giờ ông là thống đốc ngân hàng. Sau ông giữ được vài năm thì ông được lên chức thủ tướng, thì ông giao cái chức thủ tướng lại cho Lê Đức Thúy.
Và sau đó chúng thời gian đó Nông Đức Mạnh là tổng bí thư. Thì những người khai, những người Úc khai trong cái vụ mà liên quan đến hối lộ tiền polymer đó, thì họ nói rằng là họ có trả tiền và nuôi con của ông Lê Đức Thúy đi học ở bên Anh mà ông Lê Đức Thúy không trả đồng nào cả. Thì bây giờ phía bên Úc đó, chính quyền Úc họ ra lệnh là tất cả những tên tuổi, những người mà cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam mà có dính dáng trong vụ này không được nêu tên họ ra. Thì phía bên Việt Nam họ phản đối. Cái câu hỏi là đặt ra lần đầu tiên mà Đảng Cộng sản Việt Nam là đi phản đối về cái việc mà không nêu tên các cán bộ cao cấp. Họ bảo rằng là làm gì chạm tự ái và danh dự của họ. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn sâu cái vấn đề đó, thì phải chăng cái nhóm, một nhóm nào đó trong Đảng muốn Úc phải tuyên bố thẳng thừng những tên đầu sỏ mà đã nhận tiền hối lộ polymer ra, để qua đó họ mượn cái lý do để họ tranh trừ. Và trong trường hợp này, Nguyễn Tấn Dũng là một trong những con bài rất dễ bị dính và bị nêu tên. Bởi vì Nguyễn Tấn Dũng lúc đó là đang là thống đốc ngân hàng, sau đó mới đưa cho Lê Đức Thúy để làm thủ tướng. Cái chuyện đầu tiên là anh là thống đốc ngân hàng mà dưới thời và anh là thống đốc ngân hàng mà có những đệ tử của anh trong thời đó đó. Yeah. Mà dính tới vấn đề mà in tiền polymer đó, yeah. Thì anh dễ chịu trách nhiệm lắm. Bây giờ anh khó chạy lắm. Khó anh chạy. Bảo là thật sự đó là phe phái của anh. Ở vấn đề nhưng mà mình coi thử coi là các phe của Tấn Dũng có đủ mạnh đến nỗi để đếm nhẹm vụ này từ phía bên kia không. Đây là trong Đảng Cộng sản Việt Nam nó có 2-3 phe. Vâng. Thì cái phe mà ít nhất là có 2 phe. Còn 3 phe thì mình chưa thấy rõ là ba phe nào. Vâng. Nhưng mà ít nhất đó là cái phe mà muốn thanh trừng anh Nguyễn Tấn Dũng á. Có mạnh hơn Nguyễn Tấn Dũng. Lần trước thanh trừng mà thanh trừng không được, đúng không ạ? Đồng chí X mà cuối cùng là không bị bầu ra khỏi không bị ra khỏi Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Thì bây giờ thì nó có nghĩa là cái mối thù đó vẫn còn tiếp tục và họ muốn đánh thẳng vào Nguyễn Tấn Dũng trong trường hợp này nhân cái vụ mà hối lộ tiền in tiền ở Việt Nam. Vâng, trước khi trở lại phần bài tập tin tức, luật sư Đỗ Phụ Tường Thắng và anh Thanh Hà xin mời quý khán giả theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong giờ này. Vâng, vừa rồi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN Đình Thắng, luật sư Đỗ Phụ và anh Thanh Hà xin được trở lại với quý khán giả. Thưa anh Hào, thưa quý khán giả, thì tại Economist trong số báo tuần này đã có đăng một cái bài rất đặc biệt liên quan đến tình hình của Trung Cộng, đặc biệt là vùng Tân Cương. Thì quý khán giả, đây là cái bản đồ liên quan đến cái vùng Tân Cương ở góc tay trái đăng trên tờ Economist. Thì cái vùng Tân Cương này, thưa quý khán giả, thì tờ Economist mệnh danh rằng là đây có thể là một Chechnya thứ hai tại Trung Cộng. Nếu như Tập Cận Bình tiếp tục đàn áp những người Hồi giáo tại vùng Tân Cương này, thì họ sẽ phản ứng rất là mạnh. Và chúng ta biết trong thời gian mới tuần trước đã có 100 người thiệt mạng xảy ra trong một vụ bạo loạn tại Tân Cương. Qua đó, một những người Hồi giáo họ đã có 50 người Hồi giáo bị giết. Thì ngược lại thì cũng có 50 người về phía bên người Hán, và cũng như cảnh sát và công an phía bên Trung Cộng đã bị coi như là bị tiêu diệt. Thì câu hỏi đặt ra là Tập Cận Bình cũng nhận thấy cái điều này, và trong thời gian vừa qua ông ta cũng đã cố gắng nới lỏng cái sự đàn áp của ông ta. Tuy nhiên có một điều mà Tập Cận Bình vẫn còn tiếp tục đàn áp, đó là không cho họ sử dụng nghe tiếp tục, đặc biệt là trong tuần lễ Ramadan, tức là tuần lễ của những người Hồi giáo rất là quan trọng. Họ tuyệt thực, họ không ăn uống trong thời gian, và tất cả đều bị chính quyền phía bên Trung Cộng cấm đoán. Và chính vì vậy mà bây giờ nó đưa đến một cái chuyện gọi là phản đối, bất mãn của những người Tân Cương, đặc biệt là qua những cái vụ Hán hóa là họ đưa người Hán vào rất là nhiều. Bây giờ tỷ lệ chênh lệch là 40% người Hán ở vùng Tân Cương, và tất cả những người này họ lấy tất cả công an việc làm của những người người Tân Cương. Những câu hỏi thật ra bây giờ đó nó đi đến một tình trạng là cái chiêu bài thánh chiến của những quốc gia của Hồi giáo cực đoan, đặc biệt là Tân Cương có cùng với biên giới với lại A Phu Hãn và Pakistan, nó đã bắt đầu thâm nhập vào trong Tân Cương, và để họ đang sử dụng cái chiêu bài này như là một cái chiêu bài để chống lại anh Trung Cộng. Và tờ Economist cho rằng là nếu mà không khéo thì Tân Cương sẽ trở lại một Chechnya thứ hai như trường hợp của Nga. Vâng, đó là cái chuyện mà chúng ta thấy là cái vấn đề mà Trung Cộng khi họ đàn áp những người Hồi giáo là họ bị vấn đề giống như là cái chuyện mà những người thiệt mạng gần Thiên Môn đó anh Thiên. Yeah, yeah, vâng. Trong những tháng vừa qua thì đây là một cái chuyện mà xảy ra với Trung Cộng, và chúng ta cũng thấy là Trung Cộng bị cái chuyện này đó là tại vì không những là người Tân Cương là vấn đề quá khích, mà vâng, chúng ta thấy là Trung Cộng là một nước vi phạm nhân quyền nhiều nhất. Nhiều nhất. Chính người Trung Hoa nào cũng biết là Trung Cộng vi phạm nhiều nhất, nhưng mà thế giới vì cái vấn đề mà những cái tay tư bản, những cái nước tư bản mà đầu tư vào Trung Cộng đó, chuyện đó nhiều khi thiên hạ làm ngơ. Vâng. Nhưng mà cái tiếng nói của những người Trung Cộng về vấn đề mà họ bị đàn áp nhân quyền đó rất mạnh.
Nhưng mà tôi nghĩ là mạnh chưa đủ anh Hà. Chưa có đủ. Và tại vì cái thị trường nhân lực cũng như là cái sự mà lợi nhuận đó của các đại công ty đó, họ khi mà đặt ra cái vấn đề nhân công công trung cộng đó đã quá lớn và đã bị mua chuộc. Cho nên thiên hạ nhiều lúc chúng ta phải nói cả thế giới đã làm ngơ trước vấn đề nhân quyền của trung cộng, và đặc biệt vấn đề mà Tân Cương, cũng như là vấn đề mà chúng ta cũng biết là ngoài như vậy đó chúng ta còn bị vấn đề mà vị Đức Đại Lạt Ma hay đi cũng hay nói đó, thầy của Tibet đó, Tây Tạng đó, cũng là vấn đề rất lớn của trung cộng. Mà hiện giờ đó thế giới vì vấn đề mà kinh tế đó, họ đã sẵn sàng làm rồi. Dạ vâng. Tôi nghĩ làm chưa đủ đâu. Vâng, bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng cùng lúc song song với vấn đề những cái nổ loạn từ Tân Cương thì trong nội bộ của chính Đảng Cộng sản Trung Quốc thì Tập Cận Bình cũng đang cố gắng đang thanh trừng cái nhóm mà của Chu Vĩnh Khang. Chu Vĩnh Khang và cái tập đoàn dầu khí khoảng chừng 300 người vừa qua. Vâng. Ngay cả những cái tướng cao cấp cũng bị bắt về vấn đề như là Tập Cận Bình muốn lấy lý do rằng chống tham nhũng, nhưng mà thực sự muốn thanh trừng cái phe đối lập của mình. Trong đó một trong những cái tay mà kêu là cọp, tức là từ chuột nhắt cho đến cọp, thì cọp là Chu Vĩnh Khang, bắt hết là đã đàn áp. Trước đó thì một trong người độc binh là Bạc Hy Lai. Thì chúng ta thấy rằng hiện giờ trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đang có những cái thanh trừng như vậy. Tôi nghĩ rằng đối với cái biến cố Tân Cương, nó là một cái biến cố mà tương đối khá quan trọng. Giống như anh Tường Thắng có nói là cái đó nó có thể biến thành một cái Chechnya của Nga trong tương lai. Bởi vì chúng ta chưa biết rằng bên cạnh cái bong bóng thổi phồng mà của nền kinh tế Trung Quốc, là bởi vì gần đây thì chúng ta thấy những cơ quan định giá của nước ngoài thấy rằng cái nợ, về những cái nợ lớn của chính quyền Trung Quốc lẫn các cơ quan tư nhân đã hơn cả tổng sản lượng của Trung Quốc. Thành ra với chính sách kinh tế mà có nhiều cái kích thích từ nền, từ quốc doanh, tức là từ chính phủ phải trợ cấp rất nhiều, và hiện giờ cái mức nợ đã lên gần trên cả, vượt qua khỏi tổng sản lượng của nền kinh tế Trung Quốc nữa. Thành ra trong vòng vài năm tới thì chúng ta chưa biết rằng với cái nội loạn bên trong và đồng thời cái vụ mà Tân Cương cùng với biến cố kinh tế, thì chưa chắc Tập Cận Bình đã có thể ổn định được. Nó vẫn còn là một thử thách rất lớn đối với cái tập đoàn mới. Kế tiếp là thưa anh Phủ và thưa anh Thanh Hà, thì lần đầu tiên chúng ta biết là cho tới bây giờ thì có lẽ là nhiều chỉ dấu cho thấy bà Hillary Clinton có thể sẽ là ứng cử viên của Tổng thống Hoa Kỳ vào cuối năm nay. Mà một trong lý do là bởi vì có một bản tin là lần đầu tiên bà Hillary Clinton đã lên tiếng chỉ trích chính sách của Tổng thống Obama về cái việc mà ông Obama đã không có coi như là mạnh tay hơn trong cái vấn đề Syria. Chúng ta biết Tổng thống Obama đã đưa ra một cái lằn ranh màu đỏ, nếu như Syria, tức là Tổng thống Assad, vi phạm vấn đề sử dụng vũ khí hóa học thì phía bên Hoa Kỳ sẽ có sự trả đũa, và cuối cùng thì ông Obama đã không có trả đũa. Và từ đó nó đưa đến một cái sự kiện rất là đặc biệt, đó là bây giờ đó cái nhóm gọi là nhóm Hồi giáo cực đoan, còn tên là ISIS á, thì đây là nhóm bắt đầu càng ngày càng lớn mạnh, và nó đã là một đối thủ rất là đáng nể và có thể lật đổ được cả ông Assad tại Syria. Và qua đó họ đã phóng qua biên giới và đã coi chiếm gần như phân nửa đất lãnh thổ của Iraq. Thì cái sự lớn mạnh của ISIS này ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rất rõ đó là bà Hillary Clinton đã lên tiếng vì cái việc mà không giải quyết ngay từ đầu trong thời gian đó đã tạo cho cơ hội cho các nhóm Hồi giáo cực đoan có thể có cơ hội trỗi dậy và đánh chiếm Syria và cũng như luôn cả Iraq. Chúng ta biết bây giờ nếu mà Hoa Kỳ mà dội bom Syria đó, tức là dội bom các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan mà đang có căn cứ tại Syria đó, là một hình thức vô hình chung là giúp đỡ ông Assad còn tiếp tục tại vị. Đúng. Mà Assad là vị độc tài chúng ta. Đúng, muốn đẩy đi. Đẩy đi. Cho nên cái thế gọi là cái thế rất khó Hoa Kỳ trong chuyện này. Và khi mà ông Assad đó, nếu mà mình giúp cái đám mà dập lật đổ Assad á, thì vô hình chung mình có thể mình giúp cho cái đám mà Hồi giáo cực đoan. Vấn đề là vấn đề chính của Hoa Kỳ đó, trên Hoa Kỳ không giúp không được nha. Bây giờ đó chỉ có cái cuộc chiến nó gọi là contain war thôi, tức là anh chặn về vấn đề Iraq thôi, chứ không thể nào mà anh qua anh giúp cái nhóm này mà để cho ông mà thuận cho nó nhóm này là nhóm kia sát được. Cho nên chuyện đó là chuyện là Hoa Kỳ đánh nhau có cái tính cách là containment. Đừng để chiếm qua bên Iraq mà lật đổ chính quyền Iraq hoặc làm yếu thế chính quyền Iraq đi. Nhưng mà nó đặc biệt là bà Hillary Clinton trong cái kỳ này bà nói như vậy là tại vì thường thường chúng ta để ý đây là cái dấu hiệu đầu tiên của một vị nào đó muốn ra ứng cử tổng thống cùng đảng với nhau, nhưng mà anh phải phê bình người cùng đảng với anh để gì, để anh distance anh, và tôi đoán phải đó có là khoảng cách giữa bà với bà cái khoảng cách phải có, và đồng thời đó anh phải từ chức
cái nhiệm kỳ thứ nhì. Vâng. Anh không thể nào giữ nhiệm kỳ thứ nhì được. Tại vì nếu anh dính với Tổng thống Obama trong cái nhiệm kỳ thứ nhì đó, thì không thể nào ứng cử được. Tại vì người ta sẽ đổ tất cả những chuyện gì của Obama cho cái người mà đi chung với lại Tổng thống Obama. Cho nên cái chuyện bà ra khỏi cái chức mà Bộ trưởng Ngoại giao là chuyện rất đúng của những người mà chuẩn bị lên làm Tổng thống. Và cái chuyện phê bình cũng là chuyện rất đúng, là người đầu tiên phê bình nữa. Và cái phê bình là thật sự, nếu nghĩ đi nghĩ lại là phê bình cũng vô thường vô phạt. Vâng. Tại vì đặt vào cái trường hợp thời đó thì anh làm cái gì? Dạ vâng, dạ vâng. Không, nhưng mà bà Hillary Clinton, bà có một cái điểm so mà tất cả mọi người phải đồng ý là bà và ông David Petraeus, tức bây giờ là ông tướng Petraeus đó là giám đốc của cơ quan CIA. Cả hai người này đều ủng hộ cái việc mà Hoa Kỳ phải coi như giúp đỡ vũ khí cho cái nhóm mà cái nhóm gọi là không nhóm người Hồi giáo gọi là liberal đó, không phải là cái nhóm không phải cực đoan để họ chống lại Assad. Nhưng mà cái vấn đề tôi nhớ lúc đó nhưng là lúc đó không đồng ý là tại vì không biết bên nào là bên nào. Cái đó là cái họ biết là không biết nguồn vũ khí đi từ bên nào. Nhưng mà như bà có làm chuyện đó đúng cho nên chính vì vậy á mà cho tới ngày hôm nay bà mới có lý do để bà chỉ trích. Bà có lý do mà có lý hay không là như thế này, là giả sử lúc đó mình support cái quân phiến loạn mà chống lại ông, cái quân mà cách mạng mà chống lại ông Assad đó, lựa đúng người đó thì cái nhóm khủng bố có lẽ đã không lớn lên mạnh lên được. Dạ vâng. Cái đó là một cái lý luận của bạn. Chuyện đó chúng ta biết là không biết có xảy ra không, nhưng mà đó là một lý luận mà có thể xảy ra. Dạ. Một cái bản tin cuối cùng về liên quan kinh tế Hoa Kỳ, cái này là anh, cái này phải anh là cái người nắm vững nhất. Là tờ Economist mới đây nó đã làm một cái cuộc thăm dò mà họ đây là tờ cái hình ảnh của tờ Economist. Họ không hiểu tại sao là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ mà dưới các triều đại tổng thống của đảng Dân Chủ đó, luôn luôn cái GDP tổng sản lượng quốc gia lúc nào cũng tăng và kinh tế vẫn thoải mái hơn là cái đảng Cộng Hòa. Mặc dù đảng Cộng Hòa chủ trương là giảm thuế để kích thích kinh tế, mà đây là hình của tờ Economist liên quan đến vấn đề kinh tế. Mà chúng ta thấy rất rõ là theo những cái hình này của tờ Economist đó thì gì? Và tất cả những cái GDP mà của dưới thời tổng thống Dân Chủ là lúc nào cũng tăng vọt so với cái Cộng Hòa. Đây à, chúng ta thấy là Truman nè. Cái màu xanh là đảng Cộng Hòa, mà màu đỏ là Dân Chủ, màu đỏ là đảng Cộng Hòa. Chúng ta thấy đời Clinton không? Lúc nào cũng, ngay cả đời Nixon, lúc nào Dân Chủ cũng không, anh Dân Chủ là anh kiếm tiền và anh Cộng Hòa là anh xài tiền. Anh thằng dư là bên kia mới xài chứ, tôi chính thôi, lấy đâu mà anh xài. Cái gì là chuyện đương nhiên rồi. Mà tại coi biết sao, không hiểu tại sao, không, tại vì chính sách của đảng Cộng Hòa đâu có phải là dở. Giảm thuế mà tại sao là anh chắc chỉ khác nhau đâu, và chúng ta không biết là ông Bush lên cầm đầu thì thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã bể, tới thời ông Obama thì lại lên lại, anh hè đem tất cả những người mà đầu tư chứng khoán thì đầu tư chứng khoán thì đều lên lại, tới giờ thì chứng khoán nó lên bao nhiêu ngàn điểm anh? Dow Jones lên tới 17.000. Bởi cho nên cuối cùng anh thấy cái hình đó đây là the lucky last, tức là gì, là phe tả, nghe họ không giải thích được thì họ đặt cái là lucky left là gì, là phe tả may mắn. Phe tả may mắn. may mắn hơn phe hữu là phe Cộng Hòa trong trường hợp này thôi. Không ai giải thích được cái vấn đề này, lý do tại sao. Vâng, vì thời gian không còn nhiều nên luật sư Đỗ Phủ Tường Thắng, anh Tân Hà xin hẹn quý khán giả vào tuần sau cũng như này trên đài truyền hình SBT. Xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBT. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi rất là cảm động một hình ảnh do Hội Thủy quân Lục chiến vừa trình bày nhạc cảnh, đặc biệt là hình ảnh của tất cả quý vị chúng ta cùng đóng góp trong tiết mục đặc biệt này, nói lên tình nghĩa của những người trong quân đội cùng các chiến hữu đối với nhau, những người còn sống, những người đang sống, đang hít thở không khí tự do, không quên những người đã khuất và những người đang sống vất vưởng ở quê nhà. Một lần nữa chúng tôi kính xin quý vị một tràng pháo tay rất lớn cho Hội Thủy quân Lục chiến và các phụ diễn và Hội Bảo trợ truyền thống cũng như là Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, những hình ảnh này Minh Phượng thú thiệt với anh Nam Lộc là trong những ngày còn đi học, những ngày còn ở nhà, mặc dù là gia đình của lính, nhưng mà thật sự là em không được chứng kiến những này. Nhưng mà bây giờ trên sân khấu này trong ngày hôm nay Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh kỳ 8, các bạn trẻ đã nhìn thấy sự hy sinh
của ông bà cha mẹ và anh của mình, anh chị của mình, phải không thưa các bạn trẻ? Bằng cách quý vị, các bạn trẻ hãy kêu gọi bạn bè của mình, hãy gọi vào cùng với lại thân nhân ở nhà đang theo dõi trên chương trình truyền hình của SBTN và SET. Và thưa quý vị, những người quân nhân, các chiến hữu, không những họ đóng góp trong các chương trình, họ đã hy sinh cả thời giờ cùng với các thiện nguyện viên. Tất cả cái ghế mà quý vị ngồi là do công lao của những người tình nguyện viên đã xếp đặt liên tục từ suốt những ngày qua, cũng như trên sân khấu và cảnh trí. Họ đã bỏ bao nhiêu thì giờ và công sức để đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Và không những chỉ đóng góp bằng sức lực, bằng tài năng, họ còn đóng góp bằng tiền bạc. Quý vị nhìn thấy lúc nãy chúng tôi đã gửi một bao thư đầu tiên của Hội Không Quân khóa 72 là 1.000 đô la. Bây giờ chúng tôi lại vừa nhận được Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Chuẩn bị Thủ Đức tiểu bang Washington do ông Hội trưởng Nguyễn Đông Duy gửi đến là 2.000 đô la. Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Chuẩn bị Thủ Đức San Diego 500 đô la. Hội Cựu Quân nhân Wichita tiểu bang Kansas 9.150 đô la. Và thưa quý vị, các thành viên, tất cả các cựu sinh viên sĩ quan Tổng hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Võ bị Quốc gia Việt Nam 38.980 đô la. Và thưa quý vị, cùng tình đồng đội, chúng tôi cũng nhận được khóa 26 sinh viên sĩ quan Hải quân Nha Trang Đệ Tam Kim Ngưu với số tiền đóng góp là 1.150 đồng. Tuy nhiên thưa quý vị, đó là gương của những bậc chú bác, của đàn anh, đàn chị. Chúng ta hãy nghe một lời chia sẻ của người đàn em. Đáng lẽ ông có mặt ở đây ngày hôm nay, nhưng rất tiếc vì công vụ cho nên ông gửi một lời nhắn, là ông đã gửi một lá thư cho đến ban tổ chức cũng như chị hội trưởng Hạnh Nhân qua qua anh Phạm Đức Cường. Thưa quý vị, ông cho biết là đáng lẽ ngày hôm nay chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức và bổn phận chúng tôi phải đến để cùng đóng góp, chia sẻ và hãnh diện về sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Là một thế hệ đi sau, chúng tôi đã không quên đền ơn đất nước đã cho chúng ta cơ hội và đồng bào chúng ta một đất nước thứ hai. Từ khi 10 tuổi đặt chân đến đất này, tôi đã nghĩ một ngày nào đó chúng tôi sẽ phục vụ để trả ơn và bảo vệ cho tự do dân chủ. Kính thưa quý vị, rất tiếc ngày hôm nay tôi và gia đình đang chờ đợi, bởi vì ngày thứ tư tôi sẽ được chính thức nhận chức chuẩn tướng nhảy dù của quân lực Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đó là lời nói của tân chuẩn tướng Lương Xuân Việt. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn chuẩn tướng Lương Xuân Việt về những lời chia sẻ của ông, chân thành của ông đối với các bậc chú bác và đàn anh, đàn chị đi trước. Rất tiếc ông bà không có mặt đây ngày hôm nay, nhưng chúng tôi biết là trong hàng khán giả có ba người chị ruột của chuẩn tướng Lương Xuân Việt đang có mặt ở đây. Chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay và xin gửi lời chia sẻ và cảm ơn đến gia đình. Cũng xin cảm ơn anh Phạm Đức Cường. Và thưa quý vị, đặc biệt là vào ngày thứ tư này thì Trung tâm Asia sẽ có cô Thi Vân đại diện, đài truyền hình SBTN sẽ quay chúc hồ cô Diệu Quyên và đặc biệt là ban tổ chức của Thương Phế Binh Đại hội Nhạc hội Cảm ơn Anh là anh Phạm Đức Cường sẽ lên Fort Wood, Texas để tham dự lễ gắn lon của tân chuẩn tướng Lương Xuân Việt. Quý vị, một lần nữa chúng tôi xin đọc lại số điện thoại để quý vị ở nhà hoặc là quý vị có thân nhân ở xa, quý vị có thể gọi và cho biết là hãy gọi số ngay từ bây giờ. Và một số các anh chị em nghệ sĩ cũng như là các tình nguyện viên đang ngồi chờ đợi tiếp tục để nhận những sự đóng góp của quý vị như thường lệ là 1888339 8247. Thưa quý vị,
Và trong tay của Minh Phượng đây, anh cầm giùm Minh Phượng. Trong tay của Minh Phượng đây thì Minh Phượng cũng nhận được một số các đóng góp của quý vị đang hiện diện tại nơi đây. Một vị thính giả cũng như là một vị đồng hương đến đã đóng góp là 100 đồng. Và ca sĩ Ngọc Quang Đông cũng đem tới, có thính giả đưa cho anh là 100 đồng. Và chi phiếu của anh Tyler Diệp Miên Trường là 500 đồng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, cũng như là hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh tặng bác sĩ Đinh Định tặng cho hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh là 100 đồng, thưa quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị. Và thưa quý vị, một lần nữa quý vị vui lòng đừng đưa cho các MC, quý vị hãy đưa cho bàn nhận tiền và sau đó chúng tôi có danh sách. Chứ nếu quý vị đưa cho chúng tôi một lần nữa không thể là đọc hết được, mong quý vị thông cảm cho. Và để tiếp tục chương trình thì chúng ta đã vừa ôn lại những kỷ niệm hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những chiến thắng của chúng ta để bảo vệ cho tự do dân chủ. Và nếu chúng ta không bị đồng minh bỏ rơi thì giờ này chúng ta đã không phải tha hương ở xứ người. Tuy nhiên, mặc dù sống xa quê hương nhưng chúng ta vẫn không bao giờ quên trách nhiệm là cần phải đấu tranh cho một ngày tự do dân chủ để cho 90 triệu đồng bào ở trong nước chắc cùng được hưởng không khí tự do. Và hiện nay hơn bao giờ hết, cả người trong nước cũng như ở hải ngoại đều đấu tranh. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức một trong những ca khúc nói lên tình trạng đấu tranh hiện nay, đó là nhạc phẩm Cả Nước Đấu Tranh, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Chúng tôi xin mời cô Minh Phượng giới thiệu phần trình diễn sắp tới. Qua phần diễn đạt bởi các anh chị trong ban câu lạc bộ tình nghệ sĩ với sự hướng dẫn, và con chim đầu đàn của câu lạc bộ tình nghệ sĩ đó là nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Một tràng pháo tay thật lớn cho các anh chị trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ, thưa quý vị. Và trong lúc chờ đợi, chúng tôi xin chân thành cảm ơn hai số tiền mà chúng tôi vừa nhận được, đó là Tèo Moving 1.000 đô la và Liên Huế 2 500 đô la. Xin cảm ơn quý vị. Và trong lát nữa đây, một lần nữa xin kêu gọi quý vị đóng góp tiếp tục bằng cách ở đây quý vị có thể đưa cho bên tay phải của Minh Phượng, tức là bên tay trái của quý vị. Thì khi nào mà anh Nam Lộc và Minh Phượng nhận được cái giấy lớn lớn vậy nè, dài bao nhiêu cũng được, anh Nam Lộc và Minh Phượng và các MC sẽ lần lượt xướng tên ân nhân đã yểm trợ trong ngày hôm nay. Và xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Cả nước đứng lên oai hùng, cả nước tiến lên không ngừng.
Bây giờ thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị, các ban nhạc sẽ lần lượt lên để trình diễn cho ngày hôm nay cũng như là đệm đàn cho các ca sĩ. Đầu tiên là một trong những ban nhạc và các nhạc sĩ được xem như là kỳ cựu nhất của nền âm nhạc Việt Nam nói chung và nhạc trẻ Việt Nam nói riêng từ hơn 40 năm qua. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay rất lớn cho ban nhạc Trung Nghĩa. Vâng, và chúng tôi cũng xin hân hoan để thông báo trước với quý vị là trước ngày đại nhạc hội hôm nay, ban tổ chức cũng như là hội HO Tương Trợ Thương Phế Binh đã nhận được một số tiền quý vị đóng góp trước ngày đại nhạc hội hôm nay. Số tiền đó được chia ra như sau: bán vé là 30.100 đô la, gửi về cho hội là 70.404 đô la, gửi về qua đài truyền hình SBTN là 1.350 đô la. Và tổng cộng số tiền trước ngày đại nhạc hội hiện nay, trước khi chúng tôi đếm những đồng tiền đầu tiên đóng góp, số tiền nhận được đã lên đến 101.854 đô la. Và xin giới thiệu cùng quý vị một nữ MC khả ái khác sẽ cùng giới thiệu chương trình với chúng tôi ngày hôm nay, cô Diệu Quyên. Xin mời Diệu Quyên, sứ nguyên viên của đài truyền hình SBTN. Diệu Quyên xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, rất vinh dự cho Diệu Quyên có mặt ngày hôm nay và nói lên lòng biết ơn của cháu, của con, của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Khi tới đây thì Diệu Quyên đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ nồng ấm của quý vị trong những lần mà đài truyền hình SBTN, đài SET và các anh chị em trung tâm Asia đóng góp. Ngày hôm nay khi nói tới những đóng góp của những nhân vật đã đến và đã cộng tác với SBTN, đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị cùng với chúng tôi tưởng niệm tới một cá nhân ông cũng đã từng đóng góp cho Trung tâm Asia SBTN trong những năm vừa qua. Đại nhạc hội cảm ơn anh. Thưa quý vị, ông cũng là cựu chiến binh Việt Nam Không quân Hoa Kỳ, ông Joseph Cottrell. Ông là Phó Chủ tịch Satellite PSSI Global Services và ông đã qua đời vào lúc 66 tuổi bị căn bệnh trụy tim ngay tại Hồng Kông. Và cũng trong thời gian vừa qua, ông cũng đã từng cộng tác với chương trình Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh lần thứ 6, thứ 7, nhưng năm nay chúng ta không có ông. Và sau đây thì khi nói tới ông, thưa quý vị, anh em kỹ thuật cũng đang gửi đến quý vị hình ảnh của ông Joseph Cottrell. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã mất đi một người anh cũng đã từng đóng góp với chương trình Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh từ thuở ban đầu, đó là nhạc sĩ Việt Dũng. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua khi Diệu Quyên cùng với một người em gái tới mộ của anh Việt Dũng, cầu xin anh ngày hôm nay cho chương trình Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh thành công. Và hồi tối hôm qua thì còn thấy trời mưa rơi rơi lất phất, lòng rất là lo, kính thưa quý vị. Nhưng sáng hôm nay, khí hậu nóng lên, mặt trời ấm dần lên, thì chúng ta càng cảm ơn ơn trên, cũng như linh hồn của anh Việt Dũng đâu đó ở với chúng ta trong kỳ đại hội Cảm ơn Anh lần 8. Trước đây thì anh cũng đã từng giúp cho ban đại diện của các trung tâm Việt ngữ trong những chương trình Tiếng Việt Mến Yêu. Anh đã chấm thi và đã chọn ra những ca khúc thật hay.
Thưa quý vị, và ngày hôm nay, chúng tôi xin được liên kết và tặng nhạc phẩm này để tưởng nhớ tới nhạc sĩ Việt Dũng, một tiếng hát mà anh đã chọn ra trong chương trình Tiếng Việt Mến Yêu kỳ thứ 6. Đó là tiếng hát của cháu Hugo qua nhạc phẩm Một Chút Quà Cho Quê Hương, sáng tác của cố nhạc sĩ Việt Dũng. Cho chị
thật là cảm động. Chúng tôi nghĩ rằng Việt Dũng cũng đang xúc động để nhìn nghe ca khúc của mình do một thế hệ tiếp nối sẽ trình bày và sẽ tiếp tục mang những hình ảnh đó, những kỷ niệm đó để giữ lại cho hậu thế. Cảm ơn Việt Dũng, cảm ơn quý vị và cảm ơn cháu. Thưa quý vị, anh Việt Dũng ra đi và hồi nãy chị Quyên có nhắc tới ông Joseph Cottrell. Tuy nhiên thì quý vị không biết ông ta là ai. Kính thưa quý vị, ông là những người mà làm đằng sau cùng với lại một số các thiện nguyện viên và trong ban kỹ thuật đã làm việc ở phía đằng sau trong những cái xe truck để mà lo những hình ảnh gửi tới quý vị. Và đây là hình ảnh của ông đã qua đời một vài tháng trước đây. Thưa anh Nam Lộc. Thưa quý vị, lúc nãy tôi bước vào đây thì cô Minh Phượng có hỏi tôi là anh Lộc ăn phở chưa? Tại vì cứ mỗi năm là tôi đều ghé tiệm phở Kimmy để mà ăn tô phở buổi sáng. Thì tôi có kể cho quý vị nghe là mỗi lần ở miền Nam California tổ chức 5 lần vừa qua thì phải, là năm đầu tiên tôi ghé đến ăn phở, tôi không phải trả tiền phở mà tôi cầm cái check $500 về. Năm thứ hai tôi ghé ăn phở thì cái check lên đến $1,000. Năm thứ ba check lên đến $2,000. Và năm kỳ thứ sáu thì cái check, thưa quý vị, chính người chủ tiệm phở Kimmy, một người phụ nữ rất là dễ mến, bà nấu từng tô phở nhưng bà đưa chúng tôi cái check $5,000. Nhưng sáng hôm nay tôi ghé ăn phở thì có cơ hội được tâm sự với bà. Tôi nói rằng sang năm tôi sẽ về hưu và sẽ chấm dứt rất nhiều các sinh hoạt, không biết là tôi còn có thể gặp bà được hay không. Thì chính bà lại nói rằng thế thì anh còn lâu, em từ giờ đến cuối năm là về hưu rồi, sẽ nhường cái cơ sở này cho thế hệ sau để tiếp tục điều hành. Và bà nói rằng để cảm tạ tất cả những người đã chiến đấu, đã nằm xuống, đã hy sinh thân thể, một phần thân thể của mình cho bà có được ngày hôm nay, bà gửi chúng tôi một số tiền là $8,000. Và thưa quý vị, đó chính là lòng tri ân của các chiến sĩ thương quê bình của tiệm phở Kimmy. Và hôm nay bà đã, thế hệ sau đã đổi thành tiệm phở Kim Quy. Nếu quý vị có cơ hội, mời quý vị ghé thưởng thức. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Địa chỉ ở đâu? Dạ thưa, ngay góc đường Bosa và đường Busa, thưa anh. Dạ, ngay góc Bosa, nằm trên đường Busa. Vâng, xin quý vị cùng đến. Cảm ơn quý vị. Và một tin vui nữa thưa quý vị, ngay từ cộng đồng người Việt quốc gia tại Georgia với chủ tịch là Trish Nguyễn Thùy Dương tặng 7.500 Mỹ Kim. Wow, vâng, thật là nhanh. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các đồng môn của chúng tôi, Hội Ái Hiếu, cựu học sinh trường Bưởi và Trung Văn An gửi $1,000. Vâng, và Dự Quyên cũng nhận được 500 Mỹ Kim từ văn phòng của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, 100 Mỹ Kim từ nhà văn Bùi Bảo Trúc, 300 Mỹ Kim của nhóm sưởi ấm nhạc sĩ Trúc Giang điều hành và 100 Mỹ Kim Dương Thanh Trương, cựu sinh viên sĩ quan khóa 1/70 Học viện Sĩ quan Cảnh sát Quốc gia Thủ Đức tặng 100 Mỹ Kim. Xin thành thật cảm ơn quý vị Mạnh Thường Quân. Và chúng tôi cũng cảm ơn cơ sở điện tử Teletron đã gửi một chi phiếu là $3,000 đóng góp trong chương trình. Và hai cơ sở mà chúng tôi có cơ hội công tác đó là công ty MD Earth tặng $1,000 và công ty điện thoại Đông Nam Á $500. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị một sáng tác của cố nhạc sĩ Nhật Ngân. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Mai Giả Từ Vũ Khí qua phần trình bày của nam ca sĩ Ngọc Quang Đông. Lời đầu tiên Ngọc Quang Đông gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn quý vị. Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn. Anh chẳng còn chi
chẳng còn chi ngoài con tim heo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, thép gai răng với lưỡi hào sâu, lỗ châu mai với những địa lôi đã bao phen máu anh tuôn nên còn lại đến mãi bây giờ. Trả súng đạn này khi sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê tìm tuổi thơ mơ năm nào, vui cùng ruộng nước cùng đàn trâu, giữa trời đa vắng chúng hàng cầu với con trâu. Có chiếc cầu tre đã bao năm vắng chân anh, nay trở thành hoang phế dòng rêu. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cầu, với miếng trầu ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thơ mộ bia kín trong nghĩa địa buồn, và nắng đó đang say ngủ yên, xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống để có một ngày, có một ngày cho chúng mình ta gặp lại, ta còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thắm mối tình quê, có con trâu có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Nằm xuống để có một ngày cho chúng mình ta gặp lại, ta để vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại châu, có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thắm mối tình quê, có con trâu có nương dâu, thiên đường này
xin cảm ơn quý vị rất nhiều, xin cảm ơn. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai sứ ngôn viên Kim Nhung và Đỗ Tân Khoa. Vâng, Kim Nhung và Đỗ Tân Khoa xin trân trọng một lần nữa kính chào toàn thể quý vị đến với chương trình Đại Nhạc Hội kỳ 8. Cảm ơn anh. Vâng, năm nay lại một lần nữa Kim Nhung rất là hân hạnh để cùng quý vị có mặt ở nơi đây để đóng góp một phần nhỏ cho chương trình Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh. Và thưa quý vị, ngày năm nay thì Kim Nhung để ý nhất cái số 8, tại vì năm nay là Đại Nhạc Hội kỳ 8. Thì cái con số 8 theo châu Á của mình đó là cái con số lucky, còn cái con số may mắn. Cho nên Kim Nhung hy vọng rằng là tất cả chúng ta cùng các anh em ca nghệ sĩ, cùng các anh em sứ ngôn viên và toàn thể đồng bào của chúng ta ở khắp mọi nơi trên hải ngoại sẽ đóng góp một phần nhỏ nhoi để mang cái niềm vui, con số 8 may mắn đó đến với các anh chiến sĩ đã hy sinh một phần thân thể của mình để bảo vệ cho chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, thưa quý vị, một câu nói bất hủ của một vị tướng Hoa Kỳ, ông Douglas MacArthur: những người lính già không bao giờ chết, họ chỉ bị quên lãng. Và trường hợp đó, nó lại chính xác hơn đối với những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Tinh thần của họ không chết, thân thể của họ tuy chưa ra đi, nhưng trong suốt 39 năm qua, rất nhiều người đã bị quên lãng. Một con số 20.000 hồ sơ mà ban tổ chức đã cố gắng tìm tòi và trợ giúp với một số tiền hàng triệu đô la hàng năm. Tính nhẩm ra thì thưa quý vị, mỗi người một năm, số tiền đồng bào hải ngoại góp về chỉ vỏn vẹn trên dưới 50 Mỹ Kim. Đây là một cái điều đáng buồn, vì thưa quý vị, còn hàng ngàn người nữa mà chúng ta chưa có thể tìm và giúp đỡ. Và trong số những người đó, đã có những người ra đi mà không có cơ hội để nhận được số tiền từ đồng bào. Hy vọng rằng chúng ta làm càng nhiều, càng sớm, để trước khi chúng ta cảm thấy hối hận và hối tiếc vì chúng ta đã không làm được cái sự đền ơn đáp nghĩa cho những người thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hãy yêu nhau thì hãy thương nhau bây giờ, phải không quý vị? Và ngày hôm nay Kim Nhung thấy Đỗ Tân Khoa năm nào cũng vậy, cũng mặc bộ đồ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và đây là cái lon đại úy, phải không ạ? Năm nay là năm thứ mấy mà Khoa đã hãnh diện khoác bộ đồ này? Dạ vâng, thưa quý vị, một lần nữa đây là năm thứ 8, lần thứ 8 Đỗ Tân Khoa được khoác chiếc áo của người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thấy và có cái bảng tên là Khoa. Cấp bậc là của thân phụ của Đỗ Tân Khoa, đại quý của sư đoàn pháo binh. Và đây là một cái niềm hãnh diện, một sự luyến tiếc, vì nếu ba còn ở lại thì chắc chắn rằng cũng như bao nhiêu khác sẽ khoác lên chiếc áo của người lính. Vì thưa quý vị, một lần đã khoác áo người lính, vẫn tiếp tục cuộc đời của người chiến trinh. Cuộc đời của người chiến binh giàu giả từ vũ khí, nhưng vẫn còn trong tâm, vẫn còn trong tim là một người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, đúng như Đỗ Tân Khoa đã nói, mỗi năm Kim Nhung thấy Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh lại về, các anh khoác chiếc áo lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các anh, các chú, các bác đều nở trên môi một nụ cười và một khuôn mặt rất hãnh diện để vẫn còn mang trên vai chiếc áo mà ngày nào chúng ta đã từ bỏ vũ khí. Và bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi và thưởng thức nhạc phẩm Ta Là Lính, thơ của Lê Xuân, nhạc của Xuân Điềm do ban tù ca Xuân Điềm Ta Là Lính. Vâng. Ta là lính, người lính chưa bao giờ dại ngũ. Dẫu ta mất đôi giày ngẫm đinh, ta vẫn đi trên đường bố xa. Ta muốn nói với bạn bè gần xa, mình đang là lính. Ta là lính, ta là lính, người lính chưa bao giờ dại ngũ. Dẫu ta mất thân bài bạch kim, ta vẫn vô xem chợ trứng hoa. Ta muốn nói với
người báo ra mình vẫn là lính. Ta làm lính suốt một đời không đủ, lính khi ăn và cả trong giấc ngủ. Đất nước ta còn khốn khổ điều lính, ta vẫn còn dòng suối chiến tranh. Lính yêu non sông hơn chính thân mình, khi quê hương chưa có yên bình, ta vẫn sống mãi cuộc đời. Ta là lính, ta là lính, người lính chưa bao giờ giải ngũ. Dẫu ta mất súng đạn ba lô, ta mất luôn áo trần phong số, ta nhớ mãi nghĩa huynh đệ chí binh, mình đang là lính. Ta là lính, ta là lính, người lính chưa bao giờ giải ngũ. Dẫu ta đã không còn hành quân, ta vẫn quen sống đời phong sương. Thương nhớ lắm những bạn bè hy sinh nằm lại tiền tuyến. Xuân cho tôi lẻ sáng.
nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã và đang tiếp tục gọi vào số điện thoại để cùng đóng góp với chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ban tù ca Xuân Điệp.